Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Liên Cần Thơ của em nha. Mấy chị thấy bữa nay lạ lạ không các bà? Hôm nay em Liên vô phòng ngủ để trộn kem, để phối công thức cho mấy chị luôn. Tại vì lúc này là hôm trước mẹ em đang ngủ cả nhà nên là không có làm được. Hơi tối xíu là để cho mẹ đang ngủ rồi. Giờ ban ngày thì em làm không nổi. Ban ngày để mấy chị cũng biết rồi, cái tật của em ban ngày không có ngủ, ban ngày ngủ và ban đêm thì lại thức, cho nên là ban ngày em làm không có nổi mấy chị. Nay giờ bây giờ em soạn nguyên liệu xong rồi, cái em vô trong phòng em phối công thức, em tính toán công thức đồ này kia xong, bắt đầu em sẽ làm clip cho mấy chị. Thì hôm nay em sẽ làm clip gì mấy chị? Đó, hôm nay em đi sẽ ra một cái clip, cái dạng kem tẩy sệt, dạng kem sệt lỏng nha. Thì thường kem trộn nó sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là dạng cốt xốp ha. Thì thị trường bây giờ hiện tại nó kem nói về kem thì nó có 3 cái dạng rất kem thôi. Bây giờ thứ nhất là nói là cái dạng cốt đặc xốp, là nó nghiêng về phôi thái, phôi kem, dạng kem thái, kem cốt đó cả nhà. Thì thứ nhất là nó là một cái nền phôi dạng cốt đặc xốp dầu vàng. Có người thích dầu vàng thì trộn dầu vàng, còn không thích dầu vàng thì trộn bình thường ha. Là một cái loại trắc kem là dạng cốt xốp, người ta gọi chung nó là dạng cốt xốp. Còn trường hợp thứ hai là dạng sệt, có nghĩa là kem cốt nhưng mà là cái dạng tẩy sệt. Sệt ở đây có nghĩa là nó không có phải cái dạng đặc xốp mà nó là cái dạng sệt sệt vừa xài, dành cho những ai phái xài kem cốt nhưng mà phái cái chất kem dạng hơi sệt, không có rít quá. Là hai cái chất. Còn một chất nữa là thứ ba là cái dạng lotion xì ba. Thì cái chất lotion xì ba nó là một cái dạng dưỡng thể, không bớt rít, không lộ dân kem gì đó ha. Thì thường trong kem trộn nó chỉ có 3 loại như vậy thôi. Thì cái công thức mà đặc xốp là em Liên có ra cho cả nhà mình rồi. Thì hôm nay em nghiêng về những cái công thức dành cho những chị em nhà mình kinh doanh bán có lời nhiều. Thì clip trước em cũng có ra một clip là dạng cốt đặc xốp Thái Việt giá bình dân, vừa túi tiền, một ký nó tầm 400 mấy thôi, dành cho những chị nào mà vừa muốn bán chất lượng mà muốn có lời nhiều xíu thì mình qua công thức đó. Rồi tiếp tục công thức dạng lỏng xì ba thì em có ra rất là nhiều clip dạng lỏng xì ba rồi ha. Và công thức hôm nay là em chưa có ra, đó là dạng công thức tẩy sệt. Sệt là cũng là dạng kem cốt nhưng mà chất kem dạng nó sệt sệt dẻo dẻo như phô mai, dạng tẩy dạng cốt dẻo đó, dạng cốt dẻo mà hơi sệt sệt, dành cho những chị em nhà mình ai phái xài cái chất kem sệt. Thì nghiêng về kem cốt nó sẽ hai dạng, một là cốt xốp, một là cốt đặc xốp ủ, hai là dạng cốt tẩy sệt ha. Thì chị em nhà mình phái cái nền kem nào thì mấy chị sẽ sử dụng cái nền kem đó. Nhưng mà riêng cái nền kem hôm nay là dành cho những chị kinh doanh, giá thành cho nó vừa túi tiền thì cũng là Thái Việt luôn. Tại vì khi mà kem Thái thì nó không thể nào mà rẻ được hết á, thì phải có độn kem Việt vô, phân nửa Thái phân nửa Việt, hoặc là 70 Thái 30 Việt, thì nó ra cái giá thành nó mới rẻ vừa vừa được. Chứ còn mà Thái hoàn toàn, mấy chị nhớ nha, Thái hoàn toàn là không thể nào mà rẻ được hết. Một ký Thái chuẩn á, cho dù chất lỏng và chất đặc thì nó cũng phải từ 1 triệu trở lên. Cho nên công thức này là em dành cho những chị nào muốn kinh doanh có lời nhiều tí xíu ha mọi người ha. Không có muốn bán công thức Thái mà giá cao quá, nhưng mà cũng không muốn bán công thức Việt rẻ quá. Có nghĩa là giá nó tầm chung chung vừa vừa để cho em nhà mình hàng chất lượng nhưng mà vẫn dễ bán. Rồi, thì cái quyết định lựa chọn cái nền kem nào, thích cái nền kem nào là do mấy chị. Đặt xốp thì quay lại clip Thái Việt đợt trước em có ra ha. Rồi giờ tiếp tục em sẽ quay nguyên liệu cho mấy chị xem nha. Đây là công thức. Em đã nè ha. Này là Thái nè, này là Việt nè. Đó, này kem Thái AC đây nè ha. Đó, thì em sẽ trộn trước, sau đó em sẽ điều chỉnh công thức. Tại vì thường một công thức mà chưa có trộn thì không biết là cái nền kem nó như thế nào và cái tỷ lệ của nó làm sao, cho nên em phải trộn ha. Trộn xong rồi cái công thức chuẩn em sẽ để cuối clip cho mấy chị nha. Gần cuối clip ha, có nghĩa là khi em trộn xong em điều chỉnh công thức cho nó ra cái chất kem cho nó đẹp xong rồi, thì đại khái nguyên liệu trước mắt của mình là sẽ như thế này. Mỗi cái là hàng Thái là mỗi cái 3 hộp ha. Còn công thức đầy đủ chỉnh cho nó hoàn chỉnh hết thì cuối clip em sẽ để cuối clip cho mấy chị nha.
Bây giờ trước mắt công thức của mình đại khái là sẽ như thế này. Và bắt tay vào em trộn. Và cái công thức thì sau khi ra cái nền kem xem như thế nào em mới điều chỉnh lại nữa. Và công thức chuẩn sẽ nằm ở cuối clip nha. Tại vì bây giờ em phải trộn ra cái nền kem cho nó ra cái dạng dẻo, sệt, phô mai như thế nào đó. Có nó ok không nha cả nhà mình. Bây giờ là em sẽ lột nguyên liệu. Đại khái là trước tiên là nguyên liệu của mình nó là trước mắt là sẽ như thế này. Rồi sau khi em trộn xong, em cam cái nền kem, em sẽ cho cả nhà biết cái cái này trộn nhiều quá không ta. Nhưng mà trộn ít lại thì không được. Cái này có thể là sẽ ra hơn 2 kg nha mọi người. Hơn 2 kg kem. Tại vì cái dạng lỏng, dạng lỏng sệt với lại nó chỉ mới có cái giá thành mà nó rẻ đó. Là cả nhà mình phải, có nghĩa là mình sẽ rút bớt nguyên liệu, ha, chia xớt qua xớt lại mới ra được cái giá thành nó rẻ. Cái này là phôi Thái nè, trong đây phôi Việt là chỉ có cái hàng xù 100 gram. Ê, cái này tính ra cũng là hàng Thái không chất lượng nha. Trong đây chỉ có xù 100 gram là hàng Việt thôi, còn bao nhiêu còn lại cũng là hàng Thái hết luôn đó mấy chị. Tại vì cái này thường ra cho công thức mấy chị bán có lời nhiều là phải giống như là mình chia qua xuất lại. Còn ví dụ như mình mua ít thì nó sẽ không có chia qua xuất lại, thì nó do cái công thức, nó chỉ một công thức nó sẽ cao. Và cái này là trộn ra là chắc dao động tầm khoảng hơn 2 kg, hơn 2 kg nha cả nhà mình. Chắc kem dạng sệt sệt, tẩy sệt phô mai là có dần dần luôn. Sệt nhưng mà có dần dần luôn nha mấy chú. AC thì nó sẽ khử thanh cho mình. Cái này là em ơi. Ủa cái này là em tính giá tiền chưa ta? Lo chọn mà không biết tính giá tiền chưa mấy chị. Cái này là kích 3C3. Thì trong cái công thức này em đã thêm cái kích này vô để cho nó có cái độ năng tông mạnh cho mình ha. Còn mà chị em nhà mình ai mà muốn mạnh nữa thì mấy chị có thể mix một tí BNL ha, tùy vào mấy chị thôi. Chị nào phái mạnh hơn, và cái này nó cũng khá là mạnh rồi đó, chị nào phái mạnh nữa thì mình thêm một ít BNL vô. Còn ví dụ như mình không thích xài BNL thì mình bán giống vậy cho em ha. Cái này nó khá là mạnh. Chị nào mà mình muốn xài mà nó nhiều kem, muốn tiết kiệm cái giá tiền thì xài cái này cũng được. Nói chung là cái này nó vừa vừa túi tiền cho mấy chị đấy. Mấy chị xài nó nhiều kem á, ra cái chất kem nó nhiều cho mấy chị bán có lợi xíu. Hàng vẫn chất lượng nhưng mà bán thì giá thành nó vừa vừa, mấy chị vẫn lời. Cái này là trong đây nó chỉ có là cái xù 100 gram là xù Việt thôi. Và cái xù này á, nó thuộc công ty bông hồng xanh, giá nó cũng cao hơn so với xù chi chi nha. Giá nó cũng sẽ cao hơn so với xù chi chi á mấy chị. Rồi, đây em sử dụng một cái hũ ly vi. Ly vi này cũng của hàng Thái luôn ha. Trong đây nó có cái gói này mấy chị bỏ vô luôn. Cái gì chị hỏi em có cái gói này để làm cái gì? Cái gói đó là gói BL đó cả nhà. BL ha. Mình mở vô xem tên luôn. Rồi, khui hết đi. Rồi bắt đầu bắt tay vô trộn. Rồi. Giờ nó qua, giờ nó qua đó chị ơi. Rồi bây giờ bắt đầu là sẽ chọn thôi. Cái clip này nó hơi lắc lư xíu nha mấy chị. Tại vì em để trên cái niệm á, em ngồi nè mấy chị, cho nên là nó hơi lắc lư. Nó hơi lắc lư, cái chân thì kèm cái máy. Cái tay thì nó dít, khổ sở chưa. Nhiều khi mình không có cái chỗ làm việc ổn định đó mấy chị, nó cũng làm cho mình bị hạn chế. Nhưng mà bây giờ thì em về nhà rồi, nhà của em nó cũng hơi chật
Cho nên cái thời gian mình sống chung với gia đình thì nó sẽ không có còn được thoải mái giống như mình ở một mình. Ở một mình thì mình muốn làm giờ nào cũng được, mình muốn mặn gì cũng được, nhưng mà mình ở chung với gia đình mình phải, cái thời gian mình nó khác. Còn ở nhà em thì ngủ sớm, tại mẹ thì bà lớn tuổi, bà hay ngủ sớm, cho nên cho mẹ bà ngủ sớm đó. Giờ thì làm tèn tèn thôi mấy chị ơi, không có cài giống như hồi lúc trước được nhiều hay bấy nhiêu. Sức khỏe của em bây giờ nó cũng không có tốt, cho nên là mình làm tèn tèn có tiền ăn cơm là được rồi, chứ cũng không có cài cốt quá đó. Cái này Thanh Hiền em sử dụng 10 hộp ha, Thanh Hiền mà hàng xịn. Mấy chị thấy cái chất kem của nó rất là đẹp luôn, nó mịn mà nó không có hôi nha. Còn cái loại mà rẻ á, là ở trên cái bề mặt kem của nó sẽ có kim tuyến, và nó cái mùi của nó hôi đó. Cái này mình để một ít cho nó giúp năng tông ha, chứ không có bỏ nhiều quá. Một ít thôi cả nhà mình. Đó. Cái này em sử dụng 10 hộp thôi, 10 hộp là được rồi. Cái này là sợt, dạng chất kem là sợt nha, sợt xốp. Sợt xốp mà có dầu vàng cho mấy chị luôn. Đó. Và cái này em trộn xong, thường thì những cái công thức mà Việt giống như thế này nè cả nhà, em không có bán. Em chừa lại một ít để mà em cho khách xem cái nền kem thôi ha. Sau khi chọn cái này xong rồi em sẽ cho chị em nhà mình mỗi người. Lâu quá không có cho kem mấy chị phải không? Tại vì lâu quá em không có ra cái công thức Thái Việt nha. Em sẽ cho mấy chị, mỗi chị một ít để mấy chị xài thử. Còn chị em nhà mình mà ai muốn trộn dùm á, giống như mình lấy sỉ về mình bán á mấy chị, mình lấy sỉ về mình bán mà mình muốn trộn dùm á, thì chị em nhà mình phải cọc cho em. Giống như là mình không có biết trộn á, mình muốn mua công thức này mà mấy chị không có phái là mua pha sẵn, mà muốn mua nguyên liệu rồi nhờ em trộn dùm á, thì em vẫn trộn cho mấy chị, nhưng mà mấy chị phải cọc cho em ha, cọc cho em trước đó. Với lại mình phải mua tiền cái hũ để mình đựng cái này. Còn nếu mấy chị không mua hũ thì em sẽ vô bọc cho mấy chị nha. Tại vì hũ thì em cũng nhập của người ta về để mình xài thôi, chứ em không có bán hũ. Mấy chị mua thì em chia lại cho mấy chị thôi ha. Rồi tiếp tục nữa là gì mấy chị? Đây, tẩy Việt Lan. Tẩy Việt Lan đợt này nó đổi cái màu xanh nè, dễ thương không? Thường thì mấy cái kem á, công ty người ta sẽ đổi mẫu hoài hả mấy chị? Dài tháng, tầm khoảng 3 tháng, kem dòng kem nào cũng vậy, chứ công ty nào cũng vậy. Thường 3 tháng người ta sẽ đổi vỏ hộp, kem thì nó vẫn một thứ thôi. Nhưng mà thường người ta sẽ đổi cái vỏ hộp bên ngoài ha. Để chi mấy chị biết không? Tránh tình trạng người này người kia làm giả đó mọi người. Nên là thường công ty nó sẽ đổi hoài luôn à. Dòng kem nào cũng vậy trơn, tầm 3 tháng là người ta sẽ đổi mẫu một lần đó, vậy đó mọi người. Giống như cái này hồi đợt trước là 100g, nhưng mà đợt sau này là công ty ra có 80g thôi. Mình kêu 100g quen chứ bây giờ nó còn có 80g chứ nó không được 100g đó. Nhưng mà cái chất kem của nó rất là thơm, chất kem nó thơm lắm mấy chị ha. Rồi tiếp tục nữa là cái gì cả nhà mình ơi? Tới là tới gì ta? Tới mấy hộp kem này ha. Và bây giờ em sẽ gỡ nắp mấy cái này ra cho nó lẹ. Em làm clip bên TikTok á mấy chị ha, vừa làm clip bên đây rồi phải vừa làm clip bên kia nữa để mà có clip đăng. Nhiều khi mấy chị thấy là bán buôn nghĩ là chắc khỏe lắm, không có đâu, mệt đầu óc lắm. Một ngày nào ngày, ủa cái này hình như nó dư hả, cái này nó dư ha. À, đúng rồi, không có dư. Ngày nào mấy chị cũng phải làm clip, rồi mấy chị phải suy nghĩ làm clip bữa nay làm clip gì để mà đăng. Rồi mà tới giờ đăng clip mà không có clip đăng là bắt đầu lính quýnh láng quán hết trơn đó. Bữa nào mà mình có làm clip trước rồi á thì bắt đầu mình khỏe, tới giờ cái là mình đăng clip. Còn bữa nào mà chưa đấy ha là bắt đầu mình lính quýnh hết trơn để mà làm clip lẹ để mà đăng clip đó. Cái này là vết đỏ nha mấy chị, vết đỏ
Lọt ra giống vậy nè, đó mình dứt cho nó mau. Cái này nó hơi lắc lư xíu. Cái này là vết hồng. Ê lộn, vết xăm đỏ. Vết xăm đỏ nha mấy chị. Vết xăm đỏ em sử dụng 3 hộp. Đó. Em giờ em ghét rồi, em cái kiểu của em như nói chuyện nó tào lao quá mấy bà. Nói chuyện họ nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không rồi mấy chị. Trời ơi, không có thấy đường vét nữa nè. Em on nè. Đổi cái cảnh quay cái chưa có quen. Đổi cái chỗ quay á. Mới mốt tối cái em rảnh em soạn nguyên liệu sẵn cái em đem vô phòng gì nè. Tối em làm quá đó chị ơi. Khổ chưa mấy bà. Cây này phớt em mềm. Ê trời ơi. Cây kia thì phớt em cứng. Làm hồi tàn quầy thấy ghê quá mấy chị. Em on thì em cũng sử dụng 3 hộp ha. Xài cái cây cứng nó quen rồi, cái quá cây mềm cái nó liệu yểu. Cái cây phớt mềm này á thì nó dùng để sử dụng cho mấy cái nền kem dạng mềm giống gì nè. Dít nó sạch ha. Còn mà cái cây phớt mà dạng này á thì kem nào mấy chị dít cũng được hết á. Nó cái cây của nó cứng lắm. Nó dễ dít, với lại nó chuyên để dít mấy cái ống BL, mấy cái hũ kem mà nó nhỏ nhỏ đó. Mấy chị xài nó im lắm. Cây cứng này nhưng mà cái bề bản của nó hơi nhỏ. Chung là mỗi loại nó có một cái công dụng khác nhau. Mấy chị xài thì mình sử dụng thấy cái nào ok im thì mấy chị xài. Em thì cái nào em thấy em xài cũng được. Mà em xài thấy cũng im hết trơn. Mỗi loại nó có cái công dụng của nó hết. Có nhiều chị mua cái cây phớt này nè, về cái không biết xài. Tôi thấy mấy bả làm clip, mấy bả la làng mà nói cây phớt vậy mà nó mềm xèo, không có xài được. Cái công dụng của nó là dùng để dít kem mềm. Mà mấy chị lấy, mấy chị dít cho mấy cái hộp giống như là gái Nhật hoặc là kem bóp thì đâu có dít được. Tại vì cái nền kem này nè là cái nền kem cứng, mấy chị hiểu không? Còn cái này là cái nền kem mềm nè. Và mấy chị sử dụng, mấy chị phải biết cách nè. Mấy chị phải dùng cái góc bên dưới này nè. Mình dùng cái góc bên dưới mình lấy thì nó mới dít được cái kem, nó mới có cái độ mạnh, nghĩa nó mới có cái lực chịu để cho mình dít. Rồi còn mà một ít mấy cái khóe này nè thì mình mới sử dụng cái này để mình vét cái đầu của nó mềm để mình vét ha. Còn mà mình muốn kem mình dít nhanh với lại mình dít được cái kem á là mình phải sử dụng cái góc ở bên trong, nó có cái độ chịu lực, mấy chị hiểu không? Mình cái nào mình xài mình cũng phải có cái kỹ thuật của nó hết trơn. Có kỹ thuật của nó thì mấy bà mới xài được nha. Chứ không phải là mình không biết xài cái mình chê. Là do mấy chị không biết xài, chứ không phải là do cái cây này. Tại vì cái cây này nó đâu có phải là để sản xuất cho mình mà dít kem trộn. Cây này là dạng cây phớt để làm bánh kem. Có nghĩa là dùng để viết đây nè cho nó sạch mấy cái bột mà làm bánh á. Còn mình thấy nó im nên là mình mua về mình dít kem trộn. Và nếu mình đổi cái công dụng của nó, mình lấy mình xài cho việc khác thì mình phải biết cách xài nha mấy bà. Mình phải biết cách xài nha. Rồi còn những cái kem mà cứng á là mấy chị bắt buộc mấy chị phải xài cái cây dít nhỏ này nè. Cái muỗng nhỏ này đây. Tại vì cái hàng gáy Nhật thứ nhất là nó sâu lòng, thứ hai nó là một cái dạng nền kem cứng. Nên là mấy chị mà đâu có nhích mấy cái cây phớt dạng giống vậy được. Mình phải hiểu cái bản chất của nó nha mọi người. Có nhiều khi em thấy mấy bà làm clip mấy bà la làng em mới cười. Đó, cái này gáy Nhật nè, này Nhật đỏ. Nhật thì nó sẽ có hai loại, một là Nhật đỏ, hai là Nhật vàng. Đây, cái này là Nhật đỏ nè.
Sạch chưa? Dứt một phát một rồi tiếp nha. Này là nhật vàng nè. Nhật vàng với nhật đỏ. Cái thịt của thằng nhật đỏ nó trắng hơn cái thịt của nhật vàng luôn á chị, nó mềm. Cái nhật này nè, nhầm lô mới nhập thì nó cái thịt nó cứng. Còn mình nhập về mình để hơi lâu xíu thì cái nền kem của nó sẽ mềm do nắng. Chung là do thời tiết. Nếu mà mấy chị đổi chỗ thời tiết mà nó nhiệt độ nó nóng á, thì cái kem của nó mềm. Còn thời tiết mà nhiệt độ trong phòng nó hơi lạnh thì cái kem nó cứng. Lúc trước em để bên phòng bên đây á, là kem nó cứng ngắt do cái máy lạnh á, bắt máy lạnh suốt á, nên kem nó cứng. Giờ mấy cái đồ này nè em đâu có dám để bên đây nữa đâu, em dời qua bên kho nó nóng, bên kho nó nóng cho nên là cái kem của nó mềm, nó dễ chảy, kem mềm lắm. Đó, 3 hộp gái nhật đỏ, 3 hộp gái nhật vàng. Rồi sau đó đánh lên, dứt hết mấy cái phôi cứng này vô. Kem trộn thì nó cũng đơn giản lắm mấy chị ha. Kem trộn thì trước tiên là chị em nhà mình dứt tất cả mấy cái phôi này nè. Mình để vô trong, mình đánh cái dạng sệt thì mấy chị đánh máy nhẹ đầm đầm thôi ha, mình đừng có đánh mạnh. Mấy kem xốp thì mình đánh mạnh, còn mấy cái kem mà mịn dẻo á thì mình đánh máy. Kem mà nó muốn ra cái nền giống như mình mong muốn là mấy chị cũng phải có cái kỹ thuật đánh nữa nha. Rồi cái này là bóp ha. Bóp này là em sử dụng bóp 100g nha mọi người ha. Mấy chị phải có cái kỹ thuật đánh máy nữa, mình phải biết cách đánh nữa, chứ không phải là mình muốn đánh sao không được nha mấy bà. Nó ví dụ như mình thích cái nền kem cái dạng dẻo mịn á, mềm sệt á, thì mình gà máy chậm và mình đánh chậm chậm từ từ. Còn nếu mình muốn cái chất cây mà nó xốp nhiều á, là mình tăng cái tốc độ đánh lên, tăng cái tốc độ đánh lên cho em ha. Rồi tiếp nữa là tới xù một đợi thương xíu nha mấy bà ơi. Xong tới xù 100g, mấy chị cho em xin cái khúc này để em quay qua bên TikTok nha. Rồi bây giờ tới dít xù nè. Xù này là xù 100g, chút xíu không biết nữa em đánh ở đâu nữa nè mấy chị. Em đánh trên giường mà nó văng một cái ha, là rồi thôi nguyên cái ga giường em chắc bỏ luôn quá mấy chị. Nguyên cái ga giường em chắc bỏ luôn quá mấy bà. Rồi bây giờ là em sẽ làm sao, em sẽ vét cho sạch rồi xuống dưới đất đánh nha mấy chị ơi. Đợi em đánh xong cái này đi, xử lý hết mấy cái này cho nó mịn rồi em sẽ quay tiếp cho mấy chị xem nữa ha. Nữa là không thể nào thiếu đó là một cái hũ khử da vàng ha, hũ khử thâm khử da vàng nhà em. Thì cái hũ này nè để dành cho bỏ vô để làm chi mấy chị biết không, dành cho những chị mà cái nền da màu vàng á mọi người. Bây giờ có khá là nhiều chị em á, người Việt Nam mình á là cái tông da vàng, cho nên là phải có cái hũ khử da vàng để nó giúp hỗ trợ nâng tông da cho mấy chị, mau lên tông á cả nhà. Giống như là cái nền da mấy chị xài từ lúc đen mà mấy chị chuyển qua cái nền da trắng thì nó sẽ qua cái da vàng trước, nó mới lên tông trắng bạch được. Cho nên đa phần một số chị em nhà mình là ai cũng bị da vàng là lý do cái nền da của mình nó đen. Mấy chị xài kem nó lên tông mà nó lên không có nổi, cho nên nó nằm ở cái ngưỡng da vàng. Bắt buộc chị em nhà mình phải xài để khử cái da vàng cho nó nhanh hơn ha. Rồi tiếp nữa nha mọi người, giờ sẽ đi đánh cái này thôi. Đánh thì em sẽ chuyển xuống dưới đất đánh nha mấy chị. Sau khi mà mấy chị đánh á, là cái nền kem của mình nó sẽ ra cái dạng dẻo nè, thấy không? Tại vì cái này là dạng tẩy sệt cho nên là không có pha cái dạng xốp nhiều. Khi mà mấy chị pha cái chất kem xốp á, thì nó khó, chứ còn cái nền dạng dẻo như thế này nó đơn giản. Chỉ cần mấy chị đánh máy, mấy chị gà nhẹ 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 đầm đầm ha, là bắt đầu nó sẽ ra cái nền kem dạng dẻo giống vậy. Nhưng đánh mịn hơn xíu nha, tại vì cái này nãy giờ em đánh nhiều lần mà nó còn hột nè, do là không có cái chỗ ngồi để kìm cái máy đánh á mấy chị. Đó thấy không, nó sẽ ra cái dạng dẻo giống vậy nè mấy chị ha. Rồi tại vì mình đang đi công thức tẩy sệt, mỗi công thức thì nó sẽ có cái dạng đặc trưng khác nhau nha mấy bà.
gọi tiếp nữa là cái gì cả nhà mình. Bây giờ mình dính cái máy, dính cũng không khó khăn nữa nè. Giờ tiếp nữa là em sẽ cho cái thằng hồi xuống đất luôn đi mấy bạn. Kiểu này chắc không được rồi mấy chị. Thế nào cũng phải gàn trước chỗ. Mai là mới chỗ trong phòng được rồi. Nó bài trong đây, nó dẹp, nó cực và là nó mệt mấy chị. Kệ đi, mai em ghé em tranh thủ em làm clip sớm một xíu. Chứ bài trong phòng nó mệt, văng tùm lum hết trơn. Rồi tiếp nữa là mình sẽ gà máy tiếp nha. Gà máy nhẹ nhẹ tiếp cho em. Rồi tiếp em sẽ cho cái xì gum alpha vô ha. Trước tiên là em sẽ cho nửa hũ trước đi ha. Rồi xem cái nền kem sao em sẽ cho tiếp nha mọi người. Rồi tới cái thằng 3C3 này, Abotin ha, em cũng sẽ cho nó vô luôn. Tới cái 3C3 mấy chị ha. Rồi cho em xin cái khúc này để em quay bên TikTok cái nữa nha mấy chị. Cho hết vô luôn nha. Đây mấy chị nhớ nè, cái dạng sệt này nè nó dễ bị ốc trâu lắm. Cái quan trọng là lúc mà cái nền kem cốt mà mấy chị bỏ cái dạng lỏng này vô nè, là mình cho tiếp xúc một chút xíu kem lỏng trước rồi mấy chị đánh từ từ ha. Nó quan trọng là cái chỗ đó đó, thì nó kem của mình nó mới sẽ không có bị hột, chứ mấy chị để đánh tàn lan á là nó sẽ dễ bị hột nha mọi người, nó dễ bị hột lắm á. Viết hết cho em. Thiệt cuộc đời tôi hối hận nhất là vô trong đây ngồi trộn. Ngồi cái lỗ nó nhỏ xíu mà nó nhức cái lưng nãy giờ tôi ngồi tôi cà tém cái nết của tôi. Cà tém cái nết của em ấy chị. Thiệt sự luôn, nó mệt mỏi. Tự giả. Thôi dọn dẹp còn mệt nữa nè. Bây giờ bà ấy trước làm thì mẹ em nó ngủ không được. Mà em kêu bà vô phòng ngủ bà không chịu. Nhà em có hai cái phòng mà. Một phòng là của em với mẹ, chú em với mẹ ngủ chung. Một phòng là của anh hai. Rồi bây giờ là bà không chịu ngủ chung với em. Bà nói ngủ chung chặt chội. Ngủ chung chặt chội, mẹ ngủ không được. Rồi cái gói này là hồi nãy trong cái hũ xù 100g đó em nặng vô luôn, là bà nói là chặt mẹ ngủ không được, mẹ thích nằm lăn lộn thoải mái cho nên là bà không chịu ngủ và bà đòi ra trước con ngủ đó. Rồi bây giờ bắt đầu là mình gà máy nè. Cái gà máy là mấy chị nhớ là bắt cái mắt nhỏ thôi, gà nhẹ nhẹ cho cái kem đặc nè với cái kem lỏng nó tiếp xúc trước đi rồi mình hãy đặt. Đó mấy chị thấy không, cứ gà từ từ là nó lỏng ra nè, thấy không. Chị cho em xin 5 phút em quay cái kia cái nữa rồi em quay lại cái này nha. Xin cho tôi 3 giây. Mấy chị thấy không? Có nghĩa là mấy chị sẽ đánh gà từ từ chứ đừng có quấy gì. Tại vì khi mà cái nền kem mà nó đang đặc mà mấy chị đổ một đống kem lỏng vô là giữa cái thằng đặc với thằng lỏng mà mấy chị quấy gì nè, là nó sẽ bị ốc trâu, nó bị hột mè, nó không có dẻo cái nền kem của mình được. Nền kem của mình hiện tại là mình muốn ra cái nền kem dạng dẻo sệt, cho nên là mình phải tiếp xúc lúc mà cái kem thịt tiếp xúc với dạng kem lỏng. Mình gà nhẹ nhẹ cho em ha. Đó,
sẽ ra cái dạng dẻo dẻo mịn mà xốp cho mình, được chưa? Dẻo dẻo mịn mà xốp, chắc kem dạng sệt nha, tẩy sệt xốp cho em, nền kem ra rất là đã luôn. Nhưng mà cái công đoạn quan trọng là mấy chị phải gà cái máy, mình phải cái công đoạn đánh kem này nó cũng quan trọng lắm nha mấy bà. Và mấy chị biết sao, cái máy này cái tốc độ nó rất là mạnh luôn. Đối với mà cái kem mấy chị muốn dẻo là mấy chị phải chỉnh tốc độ thật là chậm, còn cái máy này tốc độ nó hơi mạnh. Máy này em mua nó tới 800W, rồi bây giờ để em cho hai cái hỗn hợp này nó đồng nhất với nhau rồi em sẽ quay tiếp cho mấy chị xem nữa ha. Tiếp nha mấy chị, tới đây là nó ra tới công đoạn tửa bở rồi nè. Đây tửa bở xốp nè mấy chị thấy không, lỏng tửa bở xốp bật khí rồi nè. Nếu mà chị nào mà mình bán một công thức thích khoái cái chất kem lỏng tửa bọt khí thì tới đây mấy chị ngưng. Một công thức em Liên hay nói với mấy chị hoài, một công thức á, là mấy chị có thể chọn ra nhiều cái nền kem đặc lỏng tửa bở, nền kem dẻo, là do mình cứ bỏ từng công đoạn mà mình can cái chất kem là nó sẽ ra cái chất theo ý của mình thôi. Đó, chứ không có gì mà khó khăn hết trơn, giống như là nãy giờ em trộn từng công đoạn cho mấy chị xem. Tới công đoạn này là cái chất kem nó sẽ ra cái dạng tửa nè, thấy chưa, tửa bọt khí nè, cho bà xem nè, tửa nè, đó, tửa nè, ủ cho em 2 ngày là nó sẽ lên bọt khí, nó sẽ lên bọt khí luôn, được chưa nè. Tửa xốp nè, tửa bở nè, thấy không, lỏng tửa bở xốp nè. Rồi đó, bây giờ tiếp là mình sẽ qua tới cái công đoạn làm cho nó dẻo sọt lại ha, từ từ nha. Gách nha chị, đây sẽ bỏ vô hai hộp Naco. Ở đây em nói với mấy chị là cái gì, cái chất kem là do một công thức, nhưng mà mình phái ra cái nền kem nào là mình sẽ ra được cái nền kem đó nghe mọi người, chứ không phải là tủa bở là nó mới trắng, rồi cốt đặc dầu vàng, có dầu vàng nó mới trắng, hoặc là tửa bọt khí nó mới trắng hay gì không. Một công thức một, thậm chí công thức dạng dưỡng không tẩy ha, mấy chị vẫn trộn ra được cái nền kem tửa nha mấy chị ha. Do cái công đoạn can chất kem của mình thôi, chứ do mình đánh máy á. Cho mấy chị đánh máy giống như công thức này đi, là dạng công thức dẻo mà bây giờ nó ra tửa bở xốp rồi nè. Đó, giờ nó ra tửa bở xốp rồi nè. Giờ tiếp tục nữa là em sẽ đánh cho cái nền nó dẻo lên. Công thức này là dạng dẻo xốp nha, dạng xốp gì tẩy. Cái này dạng là sệt, chất kem là dạng sệt xốp. Cái tên kem là do mình đặt thôi. Có nhiều chị hỏi tại sao đặt tên bông bưởi, tại sao đặt tên là tẩy sợt, tại sao đặt tên là dầu vàng. Cái tên là do mình khoái cái tên nào thì mình đặt tên đó mấy chị. Nhưng mà nó sẽ đi kèm với cái nền kem. Ví dụ mấy chị chọn cái nền kem nó hơi xốp nhiều thì mình đặt là kem xốp, thì người ta nghe cái tên xốp người ta biết ở cái nền kem nó xốp. Hoặc là bây giờ em đặt cái nền kem ra cái nền kem tẩy sợt xốp đi, tẩy sợt xốp, thì mấy chị nghe cái nền tẩy sợt xốp là mấy chị biết được cái nền kem nó dạng xốp. Cái tên là do mình đặt. Còn ví dụ như mình không có muốn liên quan tới cái nền kem, mình muốn đặt cái đặc trưng gì đó cho người ta dễ biết tới mình, thì mình đặt bông cao, bông bưởi, bông hồng, con ma, con ơ gì đó, muốn đặt cái gì thì đặt mấy chị. Đó, chị khoái đặt cái kem gì đó thì mấy chị đặt. Có nhiều chị hỏi nhiều câu em cũng không có biết đường phải trả lời dài dòng, chứ mấy cái đó không có đáng phải trả lời, mấy chị hiểu không? Em thấy nó bình thường. Đó, chị thấy không? Cứ đánh. Mấy chị trộn kem, mấy chị nhớ giùm em một điều nè, mình cứ bỏ từ từ. Cái nền kem phôi mặt là cái dạng những cái phôi xù qua NBC rồi nào đó, tất cả những cái phôi dạng mặt đó đó, mới chỉ đánh xử lý cho nó mịn trước. Rồi sau cùng là cái dạng lỏng, lỏng là tất cả những nền kem lỏng giống như là 3C3, Abutin, dưỡng như thế này nè. Thì chị em nhà mình cứ bỏ từ từ vô cho em ha, cứ bỏ từ từ vô đánh, rồi mình tự can cái nền kem theo ý thích của mình. Mình thích đặt xốp hoặc lỏng tửa bọt khí hay là gì đó thì mình cứ bỏ từ từ vô cho em là được nha cả nhà mình. Và cái combo này nó ra hơn 2kg nha cả nhà mình ơi, tại vì cái này là dạng lỏng nè,
dạng lỏng, cho nên là nó sẽ ra nhiều kem đối với những chị nào phái cái nền kem dạng lỏng nha. Tại này cái này là em ra cái dạng lỏng sệt nha. Ra một cái nền kem tẩy sệt bóng hới luôn á chị ha. Nhưng mà nhớ là đánh cho nó mịn cái nền kem cốt trước nha. Cái này là em hồi nãy em ngồi trên niệm á, nó cứ bập bềnh nên là em đánh nó chưa có được mịn không. Đây cho mấy chị xem cận cảnh sát cái chút kem. Đó. Đó nè. Tẩy sệt nó giống như là phô mai thế mấy chị. Cái này là dạng lỏng nha. Khi mà mấy chị bán cái nền kem này, một là mấy chị vô cái dạng chai vòi, cái hũ mà có chai vòi ha. Còn hai là mình sẽ ghi trên cái kem của mình là dạng tẩy lỏng sệt, để cho khách biết cái nền kem này là dạng tẩy lỏng sệt phô mai. Chứ để em thôi vận chuyển nắng nóng tới nơi là khách người ta chê là lỏng le rồi này kia. Đối với những khách phái xài cái kem dạng lỏng thấm nha. Còn mà ai mà phái xài cốt ủ thì không có bán cái dạng này được nha cả nhà, nhớ giùm em. Mình để nhiều khi nhiều bà khách bà mua cái có nhiều bé thì nó đòi kem đặc, cái mấy chị đưa cái nền kem này là không được. Đó, nó sẽ có hai cái dạng nền kem đối với những ai phái xài lỏng thấm và cái dạng tẩy sệt này ha cả nhà ha. Đó, xuất sắc không nè. Để em quay cái nền kem cho chị em cho mình xem ha. Đó nè, thấy chưa nè, đó nó như là phô mai vậy đó nè. Rồi xong rồi đó cả nhà, là được một thao, một thố này. Thố này em nghĩ chắc là khoảng 2,5 kg, 2,5 kg đổ lại he cả nhà he, nó cũng nhiều nha. 2,5 kg đổ lại thì tính ra 1 kg nó thì tầm khoảng là 500 mấy thôi. Mà cái này nó quá xịn sò luôn, toàn là thái không, mà chỉ có là xù là 100 gram. Mà xù này là loại xịn của công ty Bông Hồng Xanh, nó giá nó cao hơn là giá nó cao hơn là của công của Chi Chi nha. Nè đây đem cho mấy chị xem cái chất nè, đó dẻo sệt ha. Đó dẻo mới trộn thì nó sẽ dẻo sệt nha, nhưng mà khi mình để lâu là cái kem của mình nó sẽ hơi xốp lên xíu đó. Đó, kem mình nó sẽ xốp, bởi vì em mới gọi cái này là tẩy sệt xốp nè mấy chị ha. Nó xốp sắc chưa. Còn cái độ thấm mướt, cái độ thấm thì mấy chị khỏi lo, cái này là nó sẽ không có bớt rít đâu mấy chị. Xức cho mấy chị xem nè, tay em nó lông nè, thấy không, là nó sẽ thấm hết vô trong da cho mình luôn nè, được chưa. Cái dạng này là thấm nè, không bớt nha. Đó, thấm thấm hút vô trong da ha. Còn nếu mà chị em nhà mình phái mà nó cái kiểu mà nó lỏng hơn nữa, nãy là em bỏ hết cái hũ quai luôn nha, bỏ hết hũ dưỡng quai luôn. Còn nếu mà chị em nhà mình muốn thôi lỏng gì là vừa rồi, nếu mà mấy chị muốn lỏng hơn nữa thì mình bỏ thêm dưỡng vô một xíu nữa, bỏ thêm dưỡng như cái này. Cái abutin này là em chỉ sử dụng nửa hộp thôi ha mọi người ha. Em tại vì em sợ bỏ nhiều quá nó sẽ làm cái nền kem mình lỏng quá thì mình sẽ không có điều chỉnh lại được nha. Cho nên là như thế này là ok rồi đó. Như thế này là chắc kem ok rồi. Bây giờ cái này em sẽ chi ơn. Nếu mà chị em nhà mình ai mà muốn trộn cái công thức này á, thì mấy chị muốn nhờ em trộn giùm á, thì mấy chị cứ nhắn qua ha. Em sẽ trộn giùm cho mình, nhưng mà nhớ giùm em là khi mà mấy chị muốn em trộn giùm là mấy chị phải cốc cho em, cọc cho em từ 200 cành tới 300 cành trở lên thì em liên mới trộn giùm. Tại vì một cái combo này á, thì nó cũng khoảng hơn 900 ngàn, nó ra được khoảng 2,5 kg kem, nó ra được khoảng 2,5 kg kem. Mà em trộn xong á, mấy chị không lấy thì em sẽ không bán cho ai được. Tại vì thường là em đi hàng Thái không à, em chuyên Thái, em không có pha Việt vô. Và trong cái combo này nó có là xù 100 gram là hàng Việt, còn những cái tẩy thì diễn nhiên là hàng Việt mình không nói rồi ha mọi người ha. Tất cả những cái này là dạng là thái hết, chỉ có xù 100 gram là hàng Việt thôi. Công thức này là dạng tẩy sệt xốp. Rồi em sẽ chi ơn cho chị em nhà mình dùng thử rẻ thôi. 100 gram 60 cành, mấy bà muốn mua mấy trăm gram thì mấy bà mua. Và cái này em chỉ bán 2,5 kg ngưng, bán nhiêu đây là bán kem pha sẵn nha, bán hết cái thố này ngưng. Chi ơn cho mấy chị 60 cành 100 gram, để cho mấy chị trải nghiệm thử, cho mấy chị sĩ người ta muốn sử dụng cái chất kem thử. Ai mà mấy chị thấy cái chất kem này mà nó giống trên thị trường thì cứ hốt công thức này. Đây là những cái công thức mà chị em nhà mình đưa cho em, hoặc là những cái công thức mà trên thị trường á,
Khi mà mấy chị chọn á, mấy chị để qua hôm sau kem nó sẽ hơi đặc hơn lại một xíu. Còn khi mình dặn chuyển nắng nóng á, là kem của mình sẽ hơi lỏng ra. Nên là chị em nhà mình có bán cho khách mà cái dặn chuyển nắng nóng mà nó hơi lỏng á, thì mấy chị cứ kêu khách để trong phòng giống như nè, nhiệt độ mát là kem mình tự động ngày sau nó sẽ cô đặc lại ha mọi người ha. Còn mới trộn là nó sẽ ra cái nền kem dạng sệt ha, sệt phô mai. Dạng sệt phô mai thoa là nó sẽ thấm hết trên da cho mình luôn. Nè, thoa nó sẽ thấm hết trơn nè, thấy không? Đó, ít bớt rít. Tại vì cốt thì nó sẽ hơi nhẹ nhẹ, cái có kem cốt nó sẽ hơi rít nhẹ nhẹ xíu. Cái này ta gọi là không bớt, không gít, không lộ dân kem. Nhưng mà riêng em thì nó sẽ hơi gít nhẹ xíu, tại vì nó có kem cốt cả nhà mình ha. Rồi bà nào muốn mua cái này nhắn qua nói chơi bán cho em cái hũ tẩy tẩy sệt ha, tẩy sệt 60 cành 100 g. 60 cành 100 g em dùng thử. Nói chung này em chia lại cho mấy chị sĩ, chia lại cho mấy chị sĩ xài thử cái chất kem. Rồi mấy chị muốn mua về mình trộn, mình bán thì mình trộn ha. Mà công thức là Thái Việt xốp, xốp dầu vàng bơ hổm. Với lại công thức này em sẽ chia cho mấy chị 100 g là 60 cành, để cho chị em nhà mình trải nghiệm thử cái hũ dùng thử. Rồi sau đó mình mua công thức về mình trộn, mình xem cái nền kem chất kem. Rồi mình mua cái này về mình trộn, mình bán ha mọi người ha. Rồi chị em nhà mình muốn xài cũng được luôn, muốn xài thì cứ nhắn qua cho em. Cái này xài nó rất là im luôn. Tại sao em bỏ cái serum chống nắng này rất là nhiều, serum kích alpha chống nắng rất là nhiều luôn. Cho nên là mấy chị nhớ là có cái serum kích alpha chống nắng này, mình xức là nó có cái độ chống nắng đó, và cái độ kích năng tông của nó nhiều hơn đó. Nên mấy chị cứ xài thử cho em 100 g. Cái dạng kem là dạng lỏng nha, lỏng sệt nha mọi người, nhớ giùm em. Đối với những chị nào phái xài cốt đặc thì không có xài công thức này được. Cốt đặc thì mình qua công thức là công thức clip trước em có ra đó cả nhà, 992 cành mà mấy chị trộn ra được 2 kg đó. Công thức là đặc xốp dầu vàng Thái Việt, Thái Việt đặc xốp dầu vàng có ra trước một cái clip rồi, mấy chị kéo xuống coi. Còn cái này là dạng tẩy sệt nha, tẩy sệt xốp cho em đó, chắc kem dạng phô mai đó, và có dầu vàng luôn chứ không phải là không có dầu vàng, có dầu vàng ít thôi. Tại vì cái dạng lỏng thì nó không thể nào mà lên dầu vàng nhiều được, nhưng khi mấy chị để lâu nó sẽ lon lon, nó sẽ lon theo cái đường kem, nó sẽ lên dầu hơi vàng vàng rất là đã luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ thì em sẽ để cái này ủ ủ lại cho nó lên dầu thử coi nha cả nhà. Còn nếu mà chị em nhà mình ai mà mình muốn mua cái chất kem này dùng thử để mình mua nguyên liệu về mình bán thì mấy chị cứ nhắn qua số Zalo 0901 280 656 giùm cho em nha. Mấy chị nhớ là mình nhắn tin cho nó hiện lên, mình nhắn chị ơi em muốn mua công thức đó, hoặc là chị tư vấn cho em thì em liên mới biết đường tư vấn cho cả nhà mình. Chứ mấy chị đừng có kết bạn, kết bạn hiện tại là Zalo em bạn nó full rồi, em không có kết bạn được đâu. Và em cũng chả biết mấy chị là ai, tại vì hiện tại hơn 3.000 người đang chờ kết bạn là do cái Zalo nó full rồi, cho nên khi mấy chị nhắn tin nó mới hiện lên, em mới thấy mấy chị và em mới tư vấn cho mấy chị được. Em chỉ xài duy nhất một cái số Zalo 0901 280 656, mấy chị cứ nhắn đúng là em. Còn nếu mà em có đổi số khác nữa thì em sẽ thông báo cho cả nhà mình hay nha mọi người nha. Rồi cảm ơn mấy chị rất là nhiều, mấy chị nhớ là hãy follow em, like cho em, nhấn vào cái chuông nó nhận thông báo khi em ra clip mới. Còn chị nào muốn ra công thức nào nữa thì cứ comment bên dưới clip, em sẽ ra cho mình từ từ hết tất cả những công thức trên thị trường luôn. Kem thì nó chỉ có là ba dạng, một là xì ba, hai là dạng tẩy, dạng kem cốt tẩy sệt giống vậy, ba là dạng kem cốt đặc ủ dầu vàng. Nó có ba cái nền kem thôi nha mọi người. Còn kem mạnh nhẹ là do mình, hoặc là cái nền kem là do tự mình canh cái chất kem. Khi mấy chị mua nguyên liệu, khi mấy chị mua nguyên liệu về tự trộn á, em đều sẽ ghi cái giấy hướng dẫn cho mấy chị cách trộn hết trơn, mấy chị có an tâm. Còn trộn ví dụ như có cái vấn đề gì mình không hiểu cứ nhắn qua em liên xã hỗ trợ cho cả nhà mình ha mọi người ha. Rồi cảm ơn chị em nhà mình rất là nhiều nha.